Hoàng xin chào tất cả các bác nhé. Nay lên sóng thanh lý cho anh em hai cặp loa bass 30 Manly, một dòng thương hiệu của Đức, tiếng quá phê luôn các bác nhé. Đây, loa rất đẹp. Loa rất đẹp, hoàn toàn là đang còn zin nguyên bản nhé. Đây, thằng Hoàng test cho anh em trải nghiệm một cái cục đẩy. Cái cục đẩy công suất 650 của Enne. Đây, con này thì chống chập, chống cháy, bảo vệ loa, bảo vệ đẩy an toàn luôn. Đấy, giá 3 triệu tư một con này là thanh lý cuối lô. Còn những con nó hơi xấu một chút do nó có sự keo thôi. Đây, keo tẩy ra cũng vết xước này lau chùi nó sẽ mờ đi một chút thôi. Nói chung là cũng không phải là cái dòng xấu lắm, hơi xước sát chút xíu thôi anh em nhé. Tất cả các mặt này đều hoàn hảo, máy móc đều zin nguyên bản hết. Mời anh em trải nghiệm thử cái loa này xem nhé. Đỉnh phong tam quốc, kiệt tác hành động nhập vai trên mobile. Nào, và 1,2 triệu cực khủng. Vào trường 100k, thật quá hoa đẹp. Lang thang một mình, nhìn nỗi ưu tư vây chặt hình hài. Giờ âm thầm dòng buồn qua phố, diều nào vui cho mình không nhớ những cuộc tình vừa chấp cánh bay xa. Ta được đấy, thì cái chất lượng thì thằng Hoàng cũng vừa mới gửi đến cho anh em nghe trên à. Trên video. Nói chung là âm thanh thì nghe trên video nó cũng chỉ là trải nghiệm được một phần nào đó về chất lượng của cái đôi loa thôi, nó không đánh giá hết hoàn toàn một cặp loa được anh em ạ. Đấy. Đây, mẫu 30 Medley. Nẹp sườn có chữ này. Đấy, lưới căng được bọc vải bên ngoài rất là sạch sẽ đẹp đẽ này. Đấy, thùng gỗ này. Cái ốc thiếu này thằng Hoàng sẽ bù vào này, tại vì các cái ốc này là tháo ra để sơn á, và có những cái nó bóc ra thì nó không lắp lại cho mình, nó treo mà. Đấy. Lỗ loa này, cắm loa linh loa này đủ này anh em thấy còn rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Đấy. Đấy. Con này thì đồng bộ bát tép BMC, cháu lấy bát tép ra đây chú nào, cái mờ đít bát á. Thì đây lấy bát tép ra cho anh em, để anh em xem chút nhá. Không, để đâu rồi? Trong kia, lấy một cái bát cái tép của nó ra đây. Những sản phẩm này thì thằng Hoàng cũng đã từng đăng lên bán với cái giá 10 triệu 500 nghìn đồng rồi. Thì anh em hãy cùng xem lại. Mẫu này thì tép họng gang. Đây, không cần đâu, đây là bát nha anh em nhá. Đây, bát BMC này. Thì cái bát này ấy, thì nó có những cái thì nó bị dỉ ở trên đây, dỉ cái đít bát đây. Thì cái này là cái thép non, nó bị xước sơn là lâu ngày là nó dỉ, nó dỉ nha anh em nhá. Đây, BMC. Đây, cái này thì tất cả nó zin thôi, nhưng mà trẻ con với lại nhiều khi có những cái mình mua thì nó cũng bị bẹp cái nón này nè. Còn tất cả là nó nguyên bản nguyên zin hết cho anh em nhé, không có vấn đề gì đâu. Đó. Cái gân cái keo nó còn rất là tốt này.
đây là tép BNC. Được rồi, không cần. Đây là chiếc tép này. Tép BNC này. Chúng là chất lượng của loa này nghe thì rất là tốt các bạn. Họng gang này. Đấy, họng gang. Đấy. Con này thì bây giờ thì đàng hoàng thanh lý cho các bác với mức giá đấy là 7.500.000 đồng thôi anh em nhé. Thì về loa máy thì Thắng Hoàng đảm bảo cho các bác là hàng nó còn zin nguyên bản. Đấy. Chả có cái bị cái lành, chả có cái bị dí xét ở cái phần đít bát này thôi. Đấy, đít bát này thôi anh em nhé. Cái này thì cũng không quan trọng lắm với cái phần dí xét này. Đấy. Quan trọng là cái côn, cái màng, gân. Đấy, và từ tính của nó, nam châm này. Rất là ổn định luôn cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969800985 để đặt hàng nhé. Đây. 0969800985. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nha. Xin chào tất cả các bác.